Nước rút, cuộc đấu trí căng thẳng chị Ni, phía cô Sáu sẽ họp báo vụ ADN Hồng Loan. Quý khán giả đang theo dõi câu chuyện drama nhà nghệ sĩ Vũ Linh. Trong giai đoạn nước rút này sắp đến ngày diễn ra phiên tòa tranh chấp tài sản, có thể nói, phía bên cô Sáu bây giờ đã lên những chiến dịch khởi động cuộc chơi. Và họ đang chuẩn bị cho thời gian sắp tới đây, thì hãy nghe những nhân vật bên phía cô Sáu nói gì. Thưa quý khán giả, vào tối hôm qua chị Ni, vợ chồng Bích Trâm đã ghé nhà Hồng Loan chơi, cũng giống như những lần ghé thăm nhà Hồng Loan. Điều chị Ni làm đầu tiên đó là thắp nhang cho cố nghệ sĩ. Có thể nói, trong drama này có thêm phần tâm linh trong đó, nên người trong cuộc vô cùng tin tưởng người đã khuất phù hộ cho mình. Và có thể nói, đã từ rất lâu rồi chị Ni mới xuất hiện trở lại nhà Hồng Loan. Nếu như những gì trên không gian mạng đồn đoán rằng ngày 18 tháng 11 là ngày diễn ra vụ kiện, thì có thể nói chỉ còn một tuần nữa thôi. Và việc chị Ni vẫn còn ở Việt Nam là điều hết sức hiển nhiên. Và việc xuất hiện của chị cũng là một sức mạnh nào đó phía sau Hồng Loan, vợ chồng Bích Trâm, Má Tư, mặc dù Trang Nam Nhi đã lần lượt ra đi. Và những ngày gần đây, khán giả có thấy rằng con cô Sáu rất là mạnh miệng khi nói thẳng mặt Hồng Loan. Cô ta không ngại nói mẹ con cô ta tranh chấp với Hồng Loan là lẽ thường tình trong xã hội này. Và liên tiếp cà khịa Hồng Loan con nuôi mà đánh tráo là con ruột để cộng đồng mạng ủng hộ trong khoảng thời gian gần đây. Vì sao bây giờ cô ta mạnh miệng như vậy? Thì quý khán giả đã biết, bây giờ có quá nhiều người quay xe với Hồng Loan quay qua bên vực mẹ con cô Sáu. Điều đó làm cho cô ta tự hào rằng mình và gia đình mình làm đúng. Nhưng ủa cho hỏi lại rằng, nếu làm đúng, vì sao vẫn bị phong sát? Nếu thật sự mẹ con cô đúng, thì đến giờ phút này, nhà đài, hai game show cũng đã mở rộng cửa để mời đón cô hợp tác rồi, chứ không phải phụ thuộc vào bà bầu Thủy Lê. Và thật sự hiện tại vẫn đang trông chờ khán giả phong sát mình đến bao lâu nữa. Và trong giai đoạn nước rút này, phía bên cô Sáu bắt đầu ra những chiêu đó là tấn công về ADN của Hồng Loan có thiệt hay là không. Sau vụ mẹ con cô Sáu đã đi ra Hà Nội xin cưu cứu xem xét về hoàn cảnh gia đình mình, nhưng bị đuổi về vì nộp đơn không đúng nơi đúng chỗ, thì mới đây phía bên cô Sáu đã ra một chiêu mới, đó là họp báo buộc Hồng Loan phải công khai nói mình có ADN trùng khớp với cố nghệ sĩ như lời trước đó đã từng nói hay không, qua lời nói của bầu sâu Thủy Lê và Nhật Huy. Hay làm đơn xử lý vụ ADN và sao kê vì liên quan danh dự của cố nghệ sĩ và gia đình. Đúng rồi, phải mạnh tay. Cái người lấy cái danh dự của cô Sáu, gia đình cho cô chính là cô Sáu, là người tình của cô Sáu. Đúng rồi, chứ còn vợ có đâu lấy danh dự. Phải làm mạnh tay về vấn đề ADN. Cái gì kết thúc cũng ok, nhưng vấn đề ADN không cho kết thúc. Tại vì sao? Không phải muốn lấy danh dự người ta ra chà đạp là chà đạp đâu. Chà đạp xong công bố với báo chí này các kiểu, xong rồi bây giờ không có cái ngưng là xong nữa. Không, phải trả danh dự lại cho người khác. Phải trả lại danh dự cho người ta. Ở đó mình nói có ADN mình công bố báo chí như thế nào, thì bây giờ có hay không có, có với con lắc kỳ hay như thế nào, mình cũng phải công bố cho người ta biết để trả lại danh dự cho người ta chứ. Đâu phải mà muốn nói gì nói, muốn làm gì làm đâu mọi người. Con vô ơn với con đại diện sống gom trà đạp cái định của thật cũng không không còn đắm vô bên cái tâm kinh bên đó. Tự cho cái quyền là sỉ nhục chửi trời ơi, là hai năm nay để đắm vô bên đấy. Lấy cái quyền nó chửi là trà đạp đây. Đúng rồi đó, người làm trời nhìn đó là lý do không tiện làm đơn trong giai đoạn này. Có thể suy nghĩ việc mở hợp báo Mỹ ơi, để báo chí vào cuộc. À, cái này Mỹ sẽ nói chuyện lại với bên gia đình Phượng coi như thế nào, ra làm sao. À, nếu mà bên gia đình Phượng mà muốn làm á, sẽ bàn bạc cho kỹ lưỡng, rồi lúc đó sẽ công bố với báo chí, hoặc là yêu cầu bên Nguyên Gió để đưa ra được cái ADN này kia nọ như thế nào đó. Nói chung là cũng phải sắp xếp kỹ lưỡng lắm mọi người. Tại vì lúc mình nói là báo chí chính thống vô với chị Trâm ấy, người nhiều kênh lắm ha, biết tâm đại lắm. Thế thì tại sao bây giờ mà không có báo chí nào vô để liên quan người ta? Nó thật không? Thấy thật không? Kìa, ông Sạch Thành ông kêu ra mai chưa dừng được đâu kìa. Theo cậu là mình đi tiếp hả cậu Thành? Ông cố nghệ sĩ không cho đi tiếp hay là ông bắt dừng? Thời gian tới phía bên cô Sáu sẽ nghe theo những lời khuyên từ phía ủng hộ họp báo và yêu cầu Nguyên Vũ và Hồng Loan công bố ADN có hay không. Đặt trường hợp tờ báo nào đó chấp nhận phỏng vấn mẹ con cô Sáu yêu cầu Hồng Loan công bố về ADN của mình đi, thì phía Hồng Loan sẽ trả lời rằng tôi là con nuôi hay con ruột, miễn là con hợp pháp là được hưởng tài sản. Xong mẹ con cô Sáu nói rằng
nhưng mà mày nói con ruột chẳng khác nào nói mẹ con tao đang tranh giành tài sản với con ruột anh tao. Hồng Loan trả lời rằng, bây giờ tôi con nuôi mà giấy tờ hợp pháp cũng là hàng thừa kế thứ nhất. Thì mẹ con cô nộp đơn đi kiện, là đi kiện cái gì? Đã chấp nhận chơi thì phải chấp nhận chịu. Khán giả tẩy chay mẹ con cô Sáu, chứ đâu phải Hồng Loan tẩy chay mẹ con cô Sáu đâu. Đây là những viễn cảnh mà chúng tôi tưởng tượng ra sau cái ngày họp báo. Điều đó chỉ khiến cho khán giả càng nghĩ rằng mẹ con cô Sáu chịu đấm ăn xôi giỏi thiệt. Quý khán giả đã quá quen mặt với Thủy Lê rồi đúng không ạ? Cô ta cũng đã từng đưa bông hậu lên trên trời khi nói hàm răng của Hồng Loan phải trả cho bông hậu 800 triệu. Và nay cô ta lại bàn kế sách cho mẹ con cô Sáu. Rồi không biết sau họp báo có đi lên trên trời hay là đi xuống lòng đất. Như cách đây vài tháng, cô ta đã đưa HB ra họp báo nói rằng mình rất muốn làm nghệ thuật trở lại. Mong quý khán giả đừng phong sát mình nữa. Nhưng cho đến hôm nay, hình như vẫn chưa hiệu quả thì phải. Chứng tỏ khán giả vẫn còn ghét HB dữ lắm. Và thêm một nhân vật nữa phía bên cô Sáu, đó là Thám Tử Luân và đạo diễn Đức Long đã tuyên bố hùng hồn rằng vài ngày tới nhà của Hồng Loan sẽ bị niêm phong, hủy hồ sơ thừa kế, gia đình Hồng Loan sẽ ra đường vì phía bên cô Sáu đã tìm ra được chữ ký của nghệ sĩ Vũ Linh. Với nguồn thông tin như vậy, quý khán giả yêu mến Hồng Loan chắc là rất hoang mang. Thưa quý khán giả, với trình của đạo diễn Đức Long và Thám Tử Luân, trí tưởng tượng gọi là vô cùng phong phú. Lúc chị Ni còn bên đất Mã, họ còn nói em út của chị Ni mấy người đều bị bắt hết rồi, từng đứa đang khai ra mọi chuyện. Kể cả người em tên Nguyên buôn bán bún đậu mắm tôm tại quận 4, họ còn đồn đã bỏ trốn. Nhưng mà anh vẫn buôn bán bình thường, thì những chuyện cô Sáu có chữ ký của cố nghệ sĩ họ bị ra là chuyện bình thường. Và hãy nghe chú Sạc đã nói như thế nào khi nghe được thông tin gia đình Hồng Loan dọn ra khỏi nhà. Cái gì, cái giờ đời, giờ xã hội bây giờ đứng nào cái chuyện đó. Anh Thành ơi, em mới nghe hồ sơ giao nhận con nuôi bị hủy rồi hả anh Thành? Em Hùng Chùa, anh Hùng ơi, không có biết. Anh đâu có biết đâu, có hủy là gì, ai hủy? Ai hủy? Hello Lương Thị Kim Cúc. Chưa tòa chưa xử mà. Hưng Chùa, Hưng ơi là Hưng, đâu có quỷ, chưa quỷ mà chưa xử mà quỷ gì chừng nào. Chờ tòa xử thì mình mới biết, chứ giờ tòa chưa xử mình đâu có biết, mình nói mình bậy bạ, không có được. Chuyện trái cân lẫn con người, ôi lòng người sao mà quá ghê. Mà cái cân nó cũng không chịu cân người, để tiền lên thì nó ok. Sinh nhật bạn Chi Kỷ, nghệ sĩ Vũ Linh, cậu về Việt Nam nha cậu. Con có gặp cậu không mà cậu kêu về. Hả? Hả? Mong tới ngày 14 tháng mệt cho gia đình Hồng Phượng. Ủa cái gì sao bị nghe ấy lệ. Mình đừng có nói trước những gì chưa sao, đạo diễn Nguyễn Đức Long mới lên nói kìa anh, vậy hả? Ai biết ông muốn nói gì nói. Ông muốn nói thì ông nói chứ sao anh biết đâu Hưng. Chú Sạc phía bên cô Sáu còn nói, chưa có xử mà dọn đi đâu. Chừng nào thật rồi mới nói, thì đủ hiểu họ bị chuyện rồi. Và thưa quý khán giả, nói về chữ ký, hãy nghe chúng tôi phân tích về vấn đề này, phía bên mẹ con cô Sáu có hay không nha. Hiện tại Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận đã từng công bố giấy chứng nhận con nuôi là hợp lệ và cả giấy khai sinh của Hồng Loan cũng vậy. Nhưng mà bản chính đã bị mất, có nghĩa bản sao thì sẽ không có chữ ký của cố nghệ sĩ. Bản chính thì Ủy ban đã làm thất lạc. Nếu đặt cho trường hợp mẹ con cô Sáu tìm được chữ ký năm 1992 trùng với ngày Hồng Loan đi làm giấy khai sinh, thì cũng không có thể so sánh chữ ký đó với giấy khai sinh hay giấy chứng nhận con nuôi được. Vì đâu còn để mà đối chứng. Do đó phía bên cô Sáu giờ chỉ mong chờ về ADN của Hồng Loan mà thôi, nhắm cứu lấy danh dự cho mình. Nhưng mà có ai dám cậy miệng Hồng Loan đâu mà biết được cô là nuôi hay là ruột, trừ khi cô lên tiếng. Về chị Ni, trong thời gian tới đó là cuộc đấu trí của chị Ni với Thám Tử Luân và một số nhân vật phía bên bông hậu. Có thể nói đây là một cuộc đấu trí rất căng thẳng. Mặc dù chị Ni và mọi người biết chính xác người hại chị Ni là ai,
nhưng muốn ghép tội họ không phải là dễ. Như trường hợp nhân viên tại đại lý bán vé máy bay để lộ thông tin của chị Ni, nhưng muốn để nhân vật này khai ra không phải là điều dễ dàng. Trừ khi nào chị Ni đã làm trước một bước, đó là nhân viên này đã khai cho chị Ni biết người đứng phía sau là ai trước khi chị Ni công bố với Meo Meo mình đã biết thủ phạm. Còn trường hợp chưa điều tra ra mà chỉ là suy đoán, thì có thể phía đối lập đã mua chuộc nhân viên không khai tên mình ra và cho một số tiền hậu hĩnh nào đó. Do đó, đến bây giờ chị Ni vẫn im bật, và đối phương cặp bông hậu cũng không còn cà khịa nữa. Thì khán giả hãy chờ phim hay vẫn còn ở phía trước. Video chúng tôi phân tích đến đây là hết. Xin hẹn video lần sau.